Đây là trận công đài thứ hai của lô đài Megati kỳ trăm 110 giữa tay vợt công đài Trương Hữu Trọng và một đài chủ mới toanh xuất hiện, đó là Bùi Thiên Vũ. Bùi Thiên Vũ ngày hôm nay sẽ dùng gai công ở mặt forehand, mặt là mặt phải. Giáo chủ Hân Tràm. Vũ giao bóng 2-1. Đội giao bóng cho Trọng 1-3. Món mới em ơi. 1-4. Wow. Đội giao bóng cho Vũ 5-1. Sáu một. Đại chủ Bùi Thiên Vũ sử dụng mặt gai tấn công vo răng spin lot ở bên mặt phải, bên trái là mặt vật lá. 26. Đòn của tay vợt trẻ Trương Hữu Trọng rất là sát thủ. 3-6. Rồi giao bóng cho Vũ 6-4. Đây, Vũ ơi. Đây. 7-4. Rồi giao bóng cho Trọng 4-8. Bốn chín. Mười bốn. Oh. Và 11-4 set thứ nhất. Như vậy kết thúc set thứ nhất 11-4 cho nghiêng về cho đại chủ Bùi Thiên Vũ.